hơi bị lỗi nha nhà, do là mình không có canh nha. Con sò này nó bén quá và nó teo luôn rồi nè. Con này nè, con này còn ngậm nè, nè con này còn lông nè. Rồi đúng ra nó phải mập như vậy nè mới đúng nha nhà. Rồi khán giả trên kênh nói anh ơi ăn sò lông đi, ăn thử sò lông đi và hướng dẫn nhà làm cái món sò lông gì ngon. Thì hôm nay nha Quân sẽ hướng dẫn cái nhà cái món ngon của sò lông và cách ăn sò lông sao cho nó ngon. Để ngon thì cả nhà chỉ cần đem nó cái nhà là sò lông này phải không, đem đi hấp luộc là ngon. Nếu mà cả nhà muốn ăn nước á thì mình đem đi hấp xả nha. Thường là không có sò lông trắng như vậy đâu, sò lông mà chỉ có sò lông đen thôi nha, lông đen và lông bệnh thôi. Sò lông này trắng là do em xịt nha, hoặc là cả nhà thấy dùng dao hoặc là đồ chà cạo cũng được. Này em dùng máy xịt, máy rửa xe. Và bây giờ là lỡ hấp nó hơi bị lỗi chút xíu nha, hơi bị lỗi nè. Hấp bây giờ nó nói chung là con này nó hơi bị teo nè, này là quéo con sò lông luôn rồi, khô lông luôn rồi, nó hơi bị lỗi nhưng mà không sao, mình giữ trải nghiệm thôi. Ăn cái này không thể thiếu chai nước chấm thằng thánh bên em luôn được, chấm tới đâu là dính tới đó. Mà chai này tiện lắm, cả nhà ăn phải không, cả nhà có thể bỏ tương mát nè dùng được hoài. Và không những chấm hải sản mà chấm thịt gà nè, ăn cá chiên hoặc là đồ xào hoặc là bún xào cực kỳ ngon. Wow, hơi bị lỗi nha, hơi bị lỗi nha, nó hơi bị teo nha. Wow, cái lông này nó không có bị hôi nha, lông này nó không bị hôi nha. Ô hấp lên nó có mùi thơm nha. Ok, tuy em Quân hấp hơi chín nha, hơi bị lỗi thật một chút xíu do là bữa nay là quên canh lợ canh giờ, nhưng mà thịt sò vẫn còn ngọt cả nhà, ngọt ngon rất là còn thơm luôn. Ngoài ra nha cả nhà ơi, sò lông này ăn á thì người ta nói ăn cái gì bổ cái đấy, ăn sò lông thì bổ lông. Hôm sau em sẽ trải nghiệm nha, sẽ ăn tái con sò lông này và hút nó như thế nào. Tuy là em uống hấp hơi chín nhưng mà cái đồ ngọt độ giòn độ dai của nó sò vẫn còn nguyên nha. Và ăn với nước chấm bếp soda, trời ơi quá nổi tiếng với em rồi. Đây để nhà bình thường gấp tới bên em không, thì cả nhà chỉ cần kêu món hấp luộc như vậy là ngon. Hấp như vậy hoặc là mình hấp đã, và là cả nhà có thể kêu món này ăn ngay cho tỏi nha. Đây là các bạn đem ăn uống tại chỗ nè. Và cuối tuần là bọn em nghe nha, phun từ A tới Á nha, tức là không còn bàn. Cả nhà tới cả nhà nhớ là đặt bàn trước nha, để tránh trường hợp là lại mình không còn bàn. Và thật sự em cũng rất là buồn luôn, thì hiện tại là bên em đang quá tải quá sức chứa rồi. Ngày thường và ngày cuối tuần là đông quá, nếu mà không đặt bàn là bên em hết chỗ đó anh chị á. Khi tới cửa hàng em ăn hoặc đặt hàng á, nhớ là liên hệ qua dép Lào phở bò hoặc là hotline để được chốt đơn chứ cả nhà. Và anh chị ơi, bên em là có khu hai khu là khu ăn uống ngoài trời là đó rất rộng rãi luôn. Đây là chỉ một khu nhỏ thôi và bên em có 13 phòng bếp và có khu hội trường thoải mái nha. Nếu không được mình qua hội trường phòng bếp rồi, rồi có nhân tài sinh nhật rồi. Chúc cả nhà nha, ai chưa ăn sò lông mình lên trải nghiệm món này. Và hôm nay em hơi bị lỗi nha, cả nhà muốn ăn món gì ngon á comment xuống bên dưới. Nhớ đừng quên, nhớ cho em một cái subscribe và nhớ đăng ký kênh của em để em có động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.